nay mình đi chợ các bạn, mình mua được 10 cái trứng vịt lộn nha, để về hôm nay để mình về mình thử thách nha bản thân mình như thế nào các bạn. Để mình luộc ha, mình luộc xong rồi mình sẽ đi vào thử thách với bản thân mình 10 giờ trứng lộn như thế nào nha các bạn. Mời các bạn cùng xem nha. Chào các bạn, thì hôm nay bắt đầu bước vào thử thách nha các bạn. Thì rồi mình cũng có giới thiệu với các bạn là mình sẽ thử thách mình sẽ 10 cái trứng vịt lộn. Thì trong này đó là 10 cái trứng lộn nha các bạn. Gồm có cái này là muối tiêu chanh ha, cái này rau găm, để cây bắt đầu đi vào thử thách mình đang được bao nhiêu trứng nha các bạn. Các bạn ủng hộ tinh thần cổ vũ cho mình nha. Thì cũng nói trước với các bạn, mình cũng có nói rồi, bởi vì ở đây là cái thử thách cho nên là mình có thể là mình ăn hết hoặc là không hết nha các bạn. Nếu mà mình ăn không hết thì các bạn cũng thông cảm với mình nha. Rồi, bây giờ bắt đầu bước vào thử thách các bạn. Đây là trứng vịt lộn đầu tiên. Mình có thói quen ăn trứng lộn đó là mình không có không không ấy, mà mình vui ra là nguyên trứng nữa các bạn. Rồi, mời các bạn ăn trứng lộn với mình nha. Đây là cái trứng đầu tiên nha các bạn. Xin mời các bạn. Trứng lộn mình phải ăn với vô ăn nha các bạn. Mình hoàn thành một trứng đầu tiên các bạn, tới trứng thứ hai. Rồi, xin mời ăn các bạn ăn chín thay với mình nha các bạn. Cần. 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 Cần.
Ăn nó luôn. Chân tay. 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 Mời các bạn chín cái bàn các bạn. Vừa ổn cái con cũng vừa ăn mà vừa các bạn kiến thức tư nha. Chính là cái bài
thì là bạn làm chiếu sáng này, nên cái bước dầu tắt mình cũng cố gắng các bạn. Mời bạn ạ. Mấy trứng mà các con hơi to mà mềm tức, còn mấy con nhỏ mềm này cứng khó ăn. Cảm ơn các bạn.
trứng nhiều, ăn nó béo, nó ngán khó ăn các bạn, khó ăn chút lộ. Cái trứng này kỳ kỳ sao? Cái này nó bị gì á mà nang này ăn được, nó nhẵn nhẵn chín chín các bạn. Mười chín các bạn, mình ăn tới hiện tại giờ là 8-9 này, chứ là 9-9. Thật sự ra tới chín này các bạn ơi, nó ngán. Nhưng mà bây giờ đã vào thử thách thì cũng gán các bạn. Mình xin để các bạn nghe. Làm sạch như chính nha mà chín nó mười các bạn, chín nó mười nó bị đấy, bị bể các bạn, bể. Cái chứng thứ 10 luôn có bị bể không các bạn? Bể cả. Rồi, mời các bạn ăn chứng thứ 10 với mình nha các bạn. Thì chứng thứ 10 này cũng là cái chứng cuối cùng các bạn, là trong cái thử thách 19 của mình. Thì trong 19 này thì có hồi nãy chính là nó bị giữa các bạn, giữa mình cũng có ăn nhưng mà nó không hết sự, nhưng mà nếu chính đó là chính mình còn luôn, mình cũng sang hết luôn các bạn.
Vì vậy thì các bạn thông cảm nha. Tại mình luật cũng có 19 này. Thì chứng này chứng thứ 10 các bạn. Thì sau khi mình đăng hết cái chứng thứ 10 này thì mong rằng các bạn có thương mình á, ủng hộ mình nhé các bạn. Thì xem hết clip cũng nhớ đăng ký like cho mình nhé các bạn, để cho mình có động lực làm trên con đường làm YouTube nhé các bạn. Rồi, xin mời bạn ăn chứng thứ 10 nha. Mình cũng rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn anh em cũng đã ủng hộ đăng ký like cho mình trong những clip mình đăng vừa qua. Xin mời bạn. Nói thật sự với các bạn là ăn 10 cái trứng vịt lộn này là đối với mình nó cũng hơi mình cũng đã cố gắng ăn mới nó nổi các bạn, chứ còn nếu bình thường ăn không nổi đâu. Tại vì mình đã đưa ra cái thử thách này, cố gắng ăn, nhưng mà cũng mong là các bạn cũng đừng nên thử qua nha. Các bạn nào ăn được thì ăn, còn nếu ăn không được thì thôi, chứ đừng có thử qua cái gán cố gắng ăn. Nói chung ăn nhiều thì nó không có tốt, còn mình thì mình ăn còn chịu được, cho nên mình sẽ ăn hết các bạn. Rồi, xin mời các bạn. Mời các bạn nghiên cứu cuối cùng ha, của chứng thứ 10. Mời các bạn. Một lần nữa mình cũng rất chân thành cảm ơn các bạn đã đăng ký, ủng hộ và like và chia sẻ cho kênh của mình nhé các bạn. Làm những clip sau nó hay hơn các bạn. Và xin mời các bạn. Hết nha các bạn. Thì hôm nay bước vào thử thách mình đang 19 vị lộn các bạn. Thì mình cảm thấy những người mà đã thử thách ăn 20-30 vị trứng nhé, trứng 30 trứng hơn mình, rất là nể phục các bạn đó các bạn. Tại mình là 19 là mình đã quá ngán nha. Thì mong là các bạn xem xong clip này đăng ký like cho mình nghe các bạn. Và xin chào các bạn, hẹn lại các bạn clip hôm sau. Xin chào.